Đây là ảnh của tôi này. Đây là tôi sau khi up lên và chuyển sang anime thì nó sẽ trông như thế này đây. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola Quá Nhanh. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cách biến avatar của mình thành anime, phong cách anime. Thì như các bạn có thể thấy là đây là ảnh của tôi này. Đây là tôi sau khi up lên và chuyển sang anime thì nó sẽ trông như thế này đây. Sẽ thú vị phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ví dụ một ảnh nhé. Tại vì bây giờ Jisoo Blackpink đang hot nên tôi sẽ lấy ảnh của Jisoo. Số hát bài Flower đấy các bạn ạ. Đây, tôi sẽ lấy ảnh này đi. Chúng ta sẽ chuyển ảnh này sang anime nhé. Chúng ta sẽ truy cập vào để lấy đường dẫn của ảnh này. Ok, chúng ta đã có đường dẫn của ảnh rồi. Thì chúng ta sẽ gõ lệnh như sau. Đã vào Blue Willow này, một công nghệ AI chuyển ảnh từ text. Nếu các bạn chưa biết đăng ký Blue Willow thì hãy xem video ở phần mô tả nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển ảnh Jisoo sang anime. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh ima gene, tức là tưởng tượng đấy. Không, chúng ta sẽ copy link vào đây. Chúng ta sẽ cách ra này. E.g chính là ví dụ đấy, lấy ảnh nào làm ví dụ. Và chuyển sang anime style in anime Style, Enter. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây, ảnh sau khi chuyển thì nó sẽ bot sẽ mention đến chúng ta và hiện ở chỗ thông báo này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây, xong rồi các bạn ạ. Đây, ảnh Jisoo của chúng ta. Tôi sẽ để đây cho các bạn nhìn nha. Đã chuyển từ người thật sang anime này. Jisoo anime trông xấu hơn các bạn ạ. Thôi, như vậy là phần hướng dẫn của tôi đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo ở trên kênh của tôi. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.